Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn một số món mà Bi đã mua trong tháng vừa qua. Và cũng có rất nhiều đồ kiểu như là Bi mua online thì nó ship về và nó có rất là nhiều thùng. Nếu như mà các bạn đã xem qua cái Snapchat của Bi thì các bạn cũng đã biết là Bi có rất là nhiều thùng đồ để mà Bi cần phải chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay thì Bi sẽ chia sẻ một số món, và nếu như mà còn thiếu thì Bi sẽ update thêm những cái hoa kế tiếp nữa. Và dĩ nhiên nếu như mà các bạn muốn xem những cái video kế tiếp nữa thì các bạn đừng quên là subscribe channel của Bi để các bạn có thể nhận được thông tin, biết được là lúc nào Bi up cái video mới lên. Bây giờ thì Bi bắt đầu vào cái món thứ nhất mà Bi muốn chia sẻ với các bạn, đó là Bi mua từ Shuimura. Và Bi mua online của cái website đó bởi vì khi mà Bi vào cái website đó thì Bi thấy là nó có sale 20%, cho nên là Bi đã mua. Bởi vì lúc trước thì Bi đã xem qua rồi, nhưng mà cứ do dự, cứ để những cái món đồ mình vào cái giỏ hàng thôi, nhưng mà chưa có trả tiền. Xong rồi một hôm thì thấy nó email và nói là ồ, hôm nay nó có sale, nếu như mà bạn mua 50 đô thì nó sẽ sale 20%. Cho nên Bi đã mua được ba cái món mà nằm trong cái best seller của nó. Bởi vì Bi chưa có dùng sản phẩm nào của Shuimura cả, cho nên là Bi cũng muốn dùng thử. Và bởi vì Bi cũng muốn mua cái đồ kẹp lông mi của nó, bởi vì Bi đã nghe rất là nhiều bạn nói tốt về nó, cho nên là Bi muốn thử. Thì đầu tiên cái món mà Bi mua đó là của Shuimura, và cái này là cái kẹp mi. Khi mà cầm được cái em này trên tay thì nó rất là chắc chắn, và Bi cũng đã dùng thử hôm nay thì Bi cảm thấy rằng là phải nói là wow, không thể nào mà so sánh với những cái sản phẩm khác được. Và Bi nghĩ rằng là một cái này thôi thì Bi cũng có thể xài một thời gian khá là dài, cho nên là Bi rất là ưng cái kẹp mi này. Và bởi vì mình cần phải mua tới 50 đô thì nó mới giảm giá 20%, nên là Bi cũng không biết là mình cần phải mua cái gì thêm nữa, cho nên là Bi vào cái best seller của nó, những cái sản phẩm mà nó bán chạy nhất. Cái thứ hai đó là cái cây bút chì kẻ chân mày này của Shuimura. Cái này là số 9. Cái này là Hard Formula, và có khá là nhiều bạn nói tốt về em này. Và khi mà Bi nhìn thấy ở trên những cái video của các bạn khác á, thì cái đầu của nó là hình vuông, hình chữ nhật hay hình vuông gì đó, và nó dài lắm. Nhưng mà khi mà Bi nhận về thì Bi thấy cái đầu nó tròn như vậy, thì không biết là Bi có nhận đúng cái sản phẩm hay không. Nếu như mà các bạn nào mà có mua cái sản phẩm của Shuimura và cái đầu chì nó khác với đầu chì của Bi thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho Bi biết nhé, bởi vì Bi cần phải biết. Và nếu như mà không giống thì Bi sẽ đi return và đổi lại cái mà Bi cần. Thì đây là cái sản phẩm thứ hai mà nó bán chạy nhất trong cái website của Shuimura. Hôm nay thì Bi cũng kẻ thử và cảm giác như là mình không cần phải đè mạnh như những cái sản phẩm khác, mình chỉ cần nhẹ nhẹ và mình kẻ thôi, và nó đã đúng cái shape của mình và xài rất là thích. Trước khi mà Bi mua thì Bi suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà khi mà Bi thấy cái cây nó dài như thế này mà bằng chì thì Bi chắc chắn rằng là xài rất là lâu. Cái giá của em này thì không có rẻ, nhưng mà nếu mà để mà mình xài khá là lâu thì Bi cảm thấy là cái số tiền của nó thì cũng rất là hợp lý. Và cái sản phẩm thứ ba cũng là của Shuimura, bởi vì Bi cần phải hơn 50 đô, cho nên là Bi đã chọn cái em cleanser skin purifier của Shuimura. Cái em này nó nằm ở hàng thứ ba của những sản phẩm mà bán chạy nhất, và cái em này thì nó giúp cho cái da của các bạn nó không có bị lão hóa. Và đây là cleansing oil, Bi sẽ dùng thử, nếu như mà Bi thích thì Bi sẽ cho em ấy vào những cái video favorite của Bi. Chai này là 150ml, cho nên là các bạn cũng xài khá là lâu, và đặc biệt là nó có cái pump này thì rất là thích. Thì đây là cái em cuối cùng mà Bi mua ở Shuimura. Và trong khi trả tiền thì nó có cho mình lựa chọn là những cái sản phẩm sample mà mình thích, thì Bi đã chọn cái size nhỏ hơn của cái em này để mà Bi có thể đi du lịch hay là đi chơi xa thì Bi có thể đem theo để mà xài thì rất là tiện. Và cái tổng cộng Bi mua được là 69 đô mấy, thì nó đã giảm giá cho Bi rồi, thì còn 69 đô mấy cho ba cái món đó. Và kế tiếp đó là Sephora. Sản phẩm đầu tiên thì các bạn cũng không xa lạ gì mấy, đó là của Laura Mercier.
Cái này thì Bi đã mua lúc trước rồi, nhưng mà tại vì Bi mua lộn. Cái lúc trước thì Bi mua là mineral powder, nhưng mà thật ra thì Bi muốn mua cái translucent powder. Cho nên là Bi đã return cái em kia và đã order lại cái em này là translucent powder. Khi mà mình apply lên mặt thì nó không có màu, nhìn nó rất là tự nhiên. Cái lúc trước mà Bi mua thì nó có rất là nhiều màu và nhiều khi lại không có hợp với da mình. Còn cái này thì nó chỉ có một cái thôi, một màu thôi. Thì khi mà apply lên mặt thì nó không có màu. Bi rất là thích dùng cái em này, bởi vì trước khi mua thì Bi cũng đã xem rất là nhiều review rồi, và họ cũng cho Bi rất là nhiều cái sample của dầu thơm á. Bi thì rất là ít xài dầu thơm bởi vì rất là nhiều mùi Bi bị dị ứng á. Tùy theo mùi, mùi nhẹ thì Bi không bị, nhưng mà những cái mùi nào mà nồng, quá nồng thì mỗi khi mà Bi hửi thì Bi lại bị hắt xì liên tục, cho nên là Bi cũng hạn chế dùng dầu thơm. Và cái sản phẩm tiếp theo là của hiệu Sephora. Và cái sản phẩm này thì Bi rất là hứng thú. Khi mà nhận được thì Bi đã muốn sử dụng ngay, nhưng mà Bi chờ để mà làm cái ho cho các bạn xem rồi Bi mới sử dụng nó. Thì nó nằm trong một cái hộp như thế này, nó rất là thú vị. Và cái này thì là dành cho những cây cọ, và mình có thể đổi màu ngay lập tức mà không cần phải đi rửa cọ hay là mình phải thay cọ. Mình có thể chỉ dùng một cây cọ cho rất là nhiều màu. Nó rất là tiện khi mà mình không có nhiều cọ. Nếu như mà các bạn không có nhiều cọ thì các bạn nên mua cái này để mà các bạn dùng. Khi mà các bạn make up thì các bạn chỉ cần dùng một cái cọ này, thì các bạn dùng cái màu đó, xong rồi các bạn chỉ cần quét nhẹ như thế này thì tất cả những cái màu mà còn ở trong đây nó sẽ đi vào trong này, rồi các bạn có thể dùng những cái màu khác. Bi đã thử rồi và Bi rất là thích. Nó rất là công dụng và rất là tiện. Cái này thì mình có thể mình giặt được. Nó như là một cái miếng rửa chén vậy, cho nên là khi mà nó dơ thì các bạn cũng có thể giặt nó luôn. Nó rất là mềm. Sản phẩm tiếp theo mà Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là Anastasia Beverly Hills. Cái này là Contour Kit Light to Medium. Thì nó như thế này. Cái màu nó rất là đẹp. Những cái màu này thì Bi cũng có thể contour rồi ở trên đây thì làm highlighter. Nó khá là đẹp và rất là phù hợp cho những cái bạn châu Á. Cái điểm mà Bi không thích ở cái sản phẩm này là nó không có gương, không có cái kiến ở trên đây để mà khi mà mình đem đi đâu đó thì nó không có tiện. Nhưng mà những cái màu của nó thì nó rất là phù hợp cho da châu Á của tụi mình. Đó là cái điểm mà Bi không thích là không có gương thôi. Nhưng mà tất cả những cái màu ở trong đây thì Bi rất là thích. Bi đã có cái em của Benefit rồi, nhưng mà nó chỉ có một màu thôi. Bi muốn nó có nhiều màu như thế này để mà mình có thể lựa chọn và mình có thể make up nhiều kiểu hơn. Và cái sản phẩm tiếp theo mà Bi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái em SK2 này. Cái này là Radical New Age Accent. Cái giá của em này thì khá là mắc, hầu như là gấp đôi cái em mà Bi đã xài, đó là Facial Treatment Essence mà Bi đã dùng. Bởi vì cái em kia thì Bi đã dùng gần sắp hết rồi, cho nên là Bi đã order thử em này. Đây là cái loại mới ra và Bi cũng đã xài 1-2 tuần rồi. Nhưng mà thật ra thì những cái lần đầu Bi dùng thì không có thích cho mấy, nên là Bi sẽ đợi một thời gian để mà Bi dùng cái em này, coi nó như thế nào và nó có được tốt hơn hay không thì Bi sẽ chia sẻ với các bạn sau nhé. Kế tiếp là một bảng màu mắt của Matchbox. Trước giờ thì Bi chưa dùng kem nào của Matchbox cả, và bây giờ đây là lần đầu tiên mà Bi order cái em này. Cái hộp màu này thì nó rất là nặng, bởi vì khi mà Bi thấy ở trên mạng á thì nhìn nó có rất là nhiều màu và Bi rất là thích. Nhưng mà khi mà order về rồi thì Bi không biết là Bi có nên giữ lại hay không, hay là Bi sẽ đi return, Bi sẽ đi trả lại. Thì Bi sẽ cho các bạn coi sơ qua cái hộp màu mắt này nó như thế nào nhé. Thì nó như thế này, nó rất là dày. Thì ở trong đây thì nó có hai bảng màu. Để Bi mở ra cho các bạn xem. Nó như là một cái cuốn album ca nhạc hồi xưa vậy đó. Đem đi riêng được. Đây là hai bảng màu mắt. Thì ở đây thì nó có hướng dẫn mình cần phải nên dùng màu nào phối với màu nào. Lý do mà Bi mua cái bảng màu này là bởi vì khi mà Bi nhìn những cái màu á, nó rất là đẹp. Và Bi lại không có những cái màu rực rỡ như vậy. Cái này nó giống như một cái hộp mà mình bỏ CD vào á. Thì mình có thể đem theo những cái nào mà mình thích. Và ở đây thì nó có rất là nhiều màu chói lóa. Đấy là hai cái bảng màu trong một cái hộp to như thế này. Đây là những cái màu ở trong cái hộp đó. Ở cái nắp thì nó có tên của những cái màu này.
Và cái sản phẩm kế tiếp đó là concealer của Make Up For Ever. Đây là cái em concealer vì chưa có dùng, không biết là cái màu nó có phù hợp hay không, nhưng mà cũng sẽ thử. Cái màu hình như là màu số 6, tại vì Vi thấy nó để ở trên cái hộp là số 6 thì Vi nghĩ là nó sẽ là màu số 6. Và cái này là waterproof cho nên là gặp nước thì nó cũng sẽ không trôi. Và cái sản phẩm tiếp theo đó là của Morat Clarifying Cleanser. Cái hiệu này thì Vi chưa có sử dụng lần nào, nhưng mà Vi thấy nó dành cho da mụn cho nên là Vi đã mua về. Da Vi thì không phải là lúc nào cũng nổi rất là nhiều mụn, nhưng mà mỗi ngày thì một cục, hai cục, xong rồi qua bữa sau thì lại hết, rồi tới một cục, hai cục, rồi lại hết. Không có thể nào mà điều khiển được nó cả, cho nên là Vi đã mua cái em này về. Mặc dù là cái cleanser của Vi đang sử dụng cũng là dành cho da mụn, nhưng mà Vi muốn thử coi nó có hiệu quả hay không. Nếu mà nó thực sự hiệu quả thì Vi sẽ đưa vào cái video skincare của Vi. Bởi vì cũng khá là nhiều bạn đang muốn Vi làm một cái video về skincare, nhưng mà Vi lại do dự, bởi vì dạo gần đây thì Vi sử dụng rất là nhiều sản phẩm để mà Bi thử coi nó có phù hợp với da Bi không, cho nên là cũng không có nhất định. Nhưng mà Bi sẽ cố gắng làm một cái cơ bản để mà các bạn có thể thấy là Bi dùng gì. Và nếu như mà những sản phẩm nào mà Bi mới dùng mà tốt thì Bi cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn, cho nên là các bạn hãy yên tâm nha. Và thế là Bi đã xong những cái sản phẩm của Sephora. Thì cái này thì có một cái Bi mua ở Ulta, đó là của Benefit. Cái này là cái mascara nhưng mà cái màu nó là màu xanh. Nhìn nó rất là thú vị và Bi đã mua liền. Không biết là sử dụng ở trên cái lông mi của mình thì như thế nào, Bi chưa có xài. Bi đã mua cái em này cũng khá là lâu rồi nhưng mà Bi chưa có mở ra luôn. Còn về drugstore thì Bi có ấy lắm, cho nên là Bi cũng sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video này luôn. Đó là Bi mua hai cây cọ của Elf. Hai cây cọ này thì có giá mỗi cây là $1 thôi, rất là rẻ. Bi rất là thích xài những cây cọ của Elf bởi vì Bi xài rất là lâu, Bi xài 1-2 năm rồi mà nó vẫn còn xài tốt thì Bi rất là thích, cho nên là Bi đã mua thêm hai cái này. Cái cây này thì Bi đã có rồi để mà Bi có thể, cái này là blending eye brush để mà blend cái màu của mình ra đó, thì Bi đi mua thêm một cây nữa. Và cái này thì Bi để mà Bi dùng cho highlight ở trong cái hốc mắt á, thì đây là hai cây mà Vi mới mua, thì mỗi cây $1 thôi, khá là rẻ phải không. Và đây là một cây son của Maybelline Color Blur. Đây là cây son của Maybelline Color Blur và đây là cây số 10. Ở đây thì nó có cái đầu này để mà bôi á, nó giống như là cục gom vậy, nhưng mà các bạn có thể bôi nếu như mà các bạn bị lem á thì các bạn có thể bôi. Và đây là cái màu của nó. Cái màu là màu hồng, rất là tươi. Thì Bi sẽ dùng nó trong cái makeup spring của Bi cùng với cái mascara. Cái son này cũng giữ được khá là lâu ở trên môi của mình. Khi mà ăn rồi thì nó cũng sẽ còn ở trên môi luôn, cho nên là Bi đã mua thử một cây để mà xem sao. Thì khi mà xài thì Bi lại muốn quay trở lại để mà mua thêm nhiều màu. Và đây là một cái lip exfoliator của Elf. Bi muốn dùng thử coi nó có khác hay không, nhưng mà Bi đã có cái cách của Bi tự làm ở nhà rồi. Bởi vì Bi rất là thích dùng những cái mà mình tự làm, bởi vì những cái mình tự làm thì mình biết những cái thành phần ở trong đó rồi, nhưng mà những cái như thế này thì Bi cũng không biết, nhưng mà Bi cũng mua về thử. Nếu mà tốt thì Bi cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Thế là Bi đã chia sẻ xong những cái mỹ phẩm mà Bi đã mua trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì Bi muốn chia sẻ với các bạn hai cái áo mà Bi rất là thích. Cái áo đầu tiên đó là cái áo này, Bi cũng đã có chia sẻ với các bạn trong cái vlog của Bi rồi. Đây là một cái đầm thôi, nó không có gì gọi là quá cầu kỳ cả. Thì nó như thế này, mặc rất là thoải mái. Nếu như mà các bạn nào mà mũm mĩm mà không muốn người ta thấy cái phần eo của mình nó quá là nhiều mỡ hay là sao đó, thì các bạn có thể chọn những cái áo này. Tất cả những đường link thì Bi sẽ để ở dưới cho các bạn xem. Hai cái áo này thì là online cho nên là các bạn có thể vào cái website đó các bạn coi, bởi vì cái website đó là của Hàn Quốc và những cái sản phẩm ở trong đó thì đều là của Hàn Quốc. Giá thì cực kỳ rẻ. Thì nếu như mà các bạn có hứng thú thì các bạn có thể xem những cái đó. Nó rất là thời trang, nó giống như là những cái đồ mà Bi mua ở Forever 21, nhưng mà cái giá nó, Bi nghĩ là nó cũng có thể là rẻ hơn.
Bởi vì cũng khá là nhiều bạn ở Snapchat đã hỏi Bi là mua ở đâu, cho nên là Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này luôn. Và cái áo thứ hai đó là cái áo mà Bi đang mặc đây. Rất là thoải mái. Cái da của nó thì bằng thun, nó rất là giãn. Và nó có cái chữ morning ở đây, thì mặc nó rất là teen. Rất là xì teen. Cho nên là Bi rất là thích mặc những cái áo như thế này, rất là thoải mái. Cái này thì nó có màu trắng nữa, nhưng mà Bi thích mặc màu đen hơn. Màu đen thì nó sẽ nổi bật, nó sẽ làm cái nước da của Bi nó trắng hơn. Và thế là Bi đã xong cái haul video này, và hy vọng rằng các bạn sẽ thích những cái video như thế này. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn đừng quên là comment ở bên dưới cho Bi biết nhé. Hoặc là các bạn có thể vào Snapchat để mà hỏi Bi, bởi vì Bi thường xuyên ở Snapchat hơn, thì Bi có thể trả lời các bạn ngay lập tức được. Và các bạn đừng quên là xem vlog của Bi nhé, bởi vì Bi cũng đã vào bếp và Bi nấu số món. Nói chung là không có phải như là chuyên nghiệp cho mấy, nhưng mà mình ăn cảm thấy ngon là ok rồi. Cho nên là các bạn đừng quên là xem vlog của Bi nha. Thế là cái video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.